Lan xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Tất Đất Tất Vàng với anh Bình Trần và anh Kevin Huỳnh ngày hôm nay. Chào hai anh. Dạ em chào chị Vân Anh, chào Kevin. Bình xin kính chào quý vị của đài VNTV. Kevin chào chị Vân Anh, chào anh Bình và chào khán giả. Vâng thưa quý vị, trong những ngày qua thì thời tiết quá là nóng phải không anh? Cũng như là những chương trình trước thì anh Kevin lúc nào cũng nói là cũng thưa với quý vị cũng như là cá nhân Vân Anh, mùa hè là cái mùa rất là bận rộn cho các chuyên viên địa ốc cũng là những bậc phụ huynh muốn mua nhà để cho con em mình có kịp vào cái niên học mới phải không anh? Chúng ta cũng nhận được một số câu hỏi của quý vị khán giả cho rằng như vậy mua nhà là cái thời điểm nào là tốt nhất hay là tùy theo từng hoàn cảnh của mỗi người? Theo Kevin thì tùy theo hoàn cảnh của mỗi người, thí dụ người gia đình có con nít thì mua thường thường hay là thay đổi nhà trong mùa hè để cho kịp mua nhà để đổi trường cho em bé. Và thường thường mà cái số rừng đông mà mua cái mùa đông thì cũng có em bé thì dễ di chuyển hơn cái nhà cửa. Cho nên như vậy thì những cái tư tưởng nghĩ rằng khi mà chúng ta mua nhà vào mùa đông đó anh thì sẽ không có nhiều sự cạnh tranh, như vậy thì mua nhà được giá rẻ hơn, như vậy có đúng không anh? Dạ đúng, thì lúc đó thì ít người đi mua, mà bán thì người cũng có bán, thì mình mua thì không cạnh tranh thì giá nhà nó sẽ mềm hơn chút nha. Nhưng mà mềm hơn chút nhưng mà cái lựa chọn mình không có nhiều, tức là ít có nhà list phải không anh? Đúng. Lý do tại sao vậy? Tại vì seller cũng biết giá nhà mình cũng bán không được cao, nó thì không có muốn list, rồi là nếu mà list thì ít người mua thì giá phải thấp. Chắc cũng có nhiều người tại vì họ cái mùa đó là mùa đi shopping mà xài tiền quá trời luôn, mùa Noel đến rồi holiday đi vòng thì bận rộn, xài tiền quá. Cho nên anh nói tóm lại là với người chuyên viên địa ốc thì anh cho rằng khi mà chúng ta cần mua căn nhà thì cứ bắt đầu trong bất cứ một cái thời điểm nào đó mà phù hợp với cái hoàn cảnh của mình, giống như anh nói nếu mà chúng ta không có con nhỏ thì không có cần phải chờ đợi tới mùa hè, phải không? Đúng. Bất cứ lúc nào tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, thời điểm nào cũng good để mua nhà hết phải không? Dạ đúng. Dạ. Vâng thưa quý vị, và quý vị gọi ngay cho anh Kevin Huỳnh, chúng tôi có số điện thoại trên màn ảnh để quý vị có thể tham khảo miễn phí với anh Kevin. Anh Kevin cho biết là gọi anh không có nhất thiết là quý vị phải mua nhà liền. Phải không anh? Tham khảo miễn phí. Tham khảo miễn phí. Thì tại vì nói chung mua một căn nhà thật sự đối với em là sao phải có một sự chuẩn bị. Tại như em nói là giống như mình mua một căn nhà là một cái đầu tư lớn nhất trong cuộc đời của mình. Mà mình cái đó mà cái đầu tư mình nói là trung bình là 30 năm. Cho nên cái gì cũng phải cần một sự chuẩn bị. Ngay cả nói chứ hè mà đông như vậy thì nhiều khi mình có thể là mình cũng phải đi coi nhà, tại phải coi rất nhiều căn nhà là tại vì mình có sự cạnh tranh rất là nhiều. Nên cần sự chuẩn bị rất là quan trọng đó chị. Anh ai cũng biết rằng mua nhà thì có lợi hơn là mướn nhà rồi phải không anh? Ai trong chúng ta cũng đã có thời gian mướn nhà trước rồi mới trở thành sở hữu một căn nhà. Theo kinh nghiệm của hai anh thì chúng ta nên mua nhà sớm nhất hay là chờ thôi để dành một thời gian hai vợ chồng lấy nhau chịu khó mướn nhà một thời gian để dành tiền cho nhiều chút xíu rồi mới mua nhà, anh thấy như thế nào, hay là mua càng sớm càng tốt? Thì chị nói theo em thì cũng phân tích ra cũng là tùy theo hoàn cảnh của một cái gia đình nào đó. Thí dụ mình nhưng mình cái điều kiện thì theo cái kinh nghiệm của em thì chị nên bỏ đầu tư vào căn nhà để mình được lợi rất là nhiều thứ. Nếu mình mướn á, thì mình cũng có cái lợi, mình cũng có lợi là ít nhưng mà cái thiệt thòi mình nhiều hơn. Thôi bây giờ mình list ra đi, cái mướn nhà với lại mua nhà hai cái nó như thế nào đi anh ha. Bây giờ mình nói là những cái lợi của mướn nhà đi ha. Vâng thưa quý vị, với cá nhân Vân Anh thì Vân Anh thấy là với những người còn độc thân không phải lo nghĩ gì hết thì chúng ta mướn nhà không có phải lo nghĩ mỗi tháng trả tiền như vậy, về không phải lo nhà nó hư chỗ nào, mất giá chỗ nào, không có phải suy nghĩ gì hết. Còn mua nhà thì sao anh? Tại vì Vân Anh đi mướn nhà. Mua nhà lo đủ thứ chị. Mua nhà thì nói chung mình lo đúng rồi, đủ phải thứ. Lo đủ thứ hết. Lo tiền nhiều hơn. Tiền nhiều hơn. Mình trả tiền đất, thí dụ tiền đất nè, rồi tiền tiền mortgage. Rồi tiền bảo hiểm nhà. Rồi tiền hư sửa. Hư sửa, hư hao. Rồi nhiều khi mình mua mình cũng phải có một số tiền down nữa phải không anh? Để dạ đúng rồi. Dạ chạy theo kiếm đâu một số vốn để có tiền down. Thì đó là những cái
tiện và cũng cái không tiện. Hai cái cũng đều có cái lợi của hết, phải không anh? Nhưng mà nói về sự lợi ích sau này cũng như là đầu tư cho chúng ta thì ai ai cũng cần phải có một căn nhà riêng cho mình. Dạ đúng. Dạ dạ. Có khi nào mà mình mua nhà mà mình trả tiền mỗi tháng rẻ hơn là mướn nhà không anh? Có chứ chị. Thì họ sẽ ra rất nhiều nếu mà chị đau nhiều. Đúng rồi. Chị mướn ít, nói chung là chị mướn ít thì chị sẽ trả tiền ít. Thì chính vì vậy nhiều khi có những người khách họ khi họ đi mua nhà, họ muốn ngồi với những người loan officer giống như em nè để biết được là ok hàng tháng khả năng họ có chi trả được bao nhiêu. Thì đó là lý do tại sao em sẽ cho họ biết là ok nên trả như thế nào để làm gì, để họ nhiều khi cuộc sống họ sẽ không thay đổi gì nhiều giữa mua nhà với lại cho mướn. Nếu mà tiền giờ song song nhau tại sao không mua nhà đó. Và thưa quý vị còn nhớ là lúc nào anh Bình với anh Kevin cũng nói với chúng ta là nếu chúng ta có ý định mua một căn nhà thì cái bước đầu tiên là chúng ta phải get pre-approval. Chính xác chị. Như vậy cái chữ đó có nghĩa là gì anh? Dạ, cái pre-approval ở đây có nghĩa là như thế nào chị? Có nghĩa là nhà băng họ coi qua hết từ credit, income, ok, down payment. Nói chung là có nghĩa là khi mà cái pre-approval ở đây có nghĩa là nhà băng coi hết rồi. Họ coi từ, nói chung là ATC make sure là cái người khách mình khi mà họ bỏ ra được cái pre-approval, họ đi ra mua nhà, kiếm được nhà là tụi em sẽ đóng được cái loan. Có nghĩa là hiển nhiên có những cái trường hợp ví dụ nó xảy ra có thể là mình không biết được, nhưng mà khi mà pre-approve rồi gần như là người khách sẽ mua được căn nhà, làm được cái loan. Có khi nào anh pre-approve cho cái người đó mà không được không anh? Người đó không có điều kiện để mua nhà không anh? Có chị, như em nói đó là có những cái trường hợp dẫn mình pre-approve rồi nhưng mà khi vào cái loan mình vẫn không làm được. Nhưng nói có những cái chuyện mình không biết, tới khi rồi mình vô trong mình làm cái hồ sơ rồi có những cái trục trặc nó bắt đầu nó phát hiện ra thì có thể lúc đó mình có thể mình không làm được cái loan. Và có thể nào một thời gian sau thì anh cái người đó trở lại anh giúp lúc đó được, có cái trường hợp nó xảy ra không anh? Tùy hoàn cảnh chị. Tùy mỗi một trường hợp khác nhau, tại vì cái có nói chung là mỗi một cái hồ sơ tụi em làm á là hồ sơ đều khác nhau hết, cho nên không ai giống ai hết. Cho nên những cái trường hợp đó có trường hợp tụi em có thể giúp được, có trường hợp tụi em giúp không được, sự thật là như vậy. Nhưng mà con số đó nói chung cũng rất là ít. Là tại sao? Là tại tụi em làm cái nghề này cũng lâu năm rồi. Cho nên cái kinh nghiệm mình khi là có những cái câu hỏi, những cái bước đầu mà mình hỏi cái người khách của mình á, mình đã hỏi trước rồi, mình đã biết được là cái câu trả lời của mình sẽ đi đâu rồi. Vâng thưa quý vị, cho nên quý vị nhớ nhé, quý vị đang xem chương trình Tức Đất Tức Vàng với anh Kevin Huỳnh và anh Bình Trần ngày hôm nay. Quý vị đang mướn nhà, cảm thấy là rất là thoải mái với lại cái cuộc sống của mình liền bây giờ. Nhưng mà quý vị cũng thôi thử coi. Quý vị hãy gọi ngay cho anh Bình để biết coi là anh Bình sẽ làm một cái pre-approve cho chúng ta, coi là chúng ta có thể mua nhà được hay không. Rồi sau đó từ từ mình sẽ tính để mà mình có được căn nhà như mơ ước, phải không anh Bình? Dạ đúng. Dạ vâng. Anh Bình có muốn bổ túc thêm gì trong chương trình ngày hôm nay? Dạ không, nhưng mà ở đây em muốn nhấn mạnh một điều là nếu quý vị nào đã quyết định mua nhà thì nên lấy làm một cái pre-approve trước khi được coi nhà. Là tại vì mình có rất rất là nhiều người khách khi họ chạy đến mình giống như là đi ngang căn nhà đó thấy thích thấy. Có thể gọi là kêu mình cho tôi vô anh coi. Chị tôi muốn vô coi, tôi muốn put đúng. Offer nhiều khi thật sự cái những cái đó mình làm nói thẳng câu có thể làm phí thời gian của mọi người. Của hai bên luôn hả? Của hai bên luôn. Thậm chí cả người bán nhà, agent bên kia nó tại vì mình không có cái chuẩn bị, sự chuẩn bị. Mình cần sự chuẩn bị. Mua cái nhà mấy trăm ngàn mà đâu phải là hứng lên mình thích được. Thì mình nên có cái phiếu. Đối với em nghĩ cái đó quan trọng mà ngay cả bây giờ thời buổi ngày hôm nay bất cứ người agent nào cũng vậy. Nếu mà họ muốn dắt người khách đi coi nhà hay là một cái offer, họ cũng muốn biết người khách mình có nếu mượn tiền có mượn được hay không. Cảm ơn anh Bình và anh Kevin trong chương trình Tức Đất Tức Vàng ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Và chúc quý vị lúc nào cũng đạt được giấc mơ, có được căn nhà, có được tổ ấm cho riêng mình. Xin kính chào. Bình xin kính chào khán giả của đài VNTV. Kevin kính chào quý vị.